Bây giờ là 21 giờ và tôi đang có mặt tại khoa hô hấp của Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây thì trong 2 tuần trở lại đây thì số lượng bệnh nhi nhập viện đã gia tăng rất là đáng kể. Rất nhiều khoa phòng đã phải huy động thêm mới có thể đáp ứng được yêu cầu để tránh tình trạng nằm ghép xảy ra. Đáng chú ý là rất nhiều phụ huynh trong những cái tuần trước đó khi xảy ra tình trạng mưa phùn thì lại ngại đưa con em mình đến bệnh viện, khiến tình trạng của các bé trở lên xấu. Và rất nhiều cháu khi nhập viện đã trong tình trạng suy hô hấp và phải thở bằng máy. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tôi ghé thăm khoa hô hấp, nơi đang điều trị cho những bệnh nhi rất nặng trong cái kiểu thời tiết nồm ẩm này. Đến đây hôm nay là 9 ngày hả? Nhưng mà mấy cái hôm đó cái thời tiết ở bên Nghệ An có thay đổi gì không? Có, thời tiết hôm đó thì gió lạnh, gió đầu mùa lạnh. Hôm nay thì mẹ thấy con thế nào rồi? Con nó sốt ly bì lắm các bạn, tại vì là khi nào cũng tầm 38 đến 39 độ, các cô bảo là ghi bạn phải viết cho cái bản nhiệt độ đấy đúng không? Các cô bảo là ghi lại để các cô theo dõi và con bây giờ là ngoài sốt thì con có khó thở này, con ăn được không ở miền Nam? Nếu như mà không sốt thì bé vẫn ăn được, tầm lúc chiều thì không sốt thì bé vẫn ăn được 60, còn bây giờ sốt thì ăn được có 30 thôi cô ạ. Ngoài ra con có bị tiêu chảy không mẹ nè? Có. Con bị tiêu chảy bao nhiêu lâu rồi? Một tuần rồi ạ. Vâng thưa bác sĩ, khoa kiểm tra cho bé thì đến thời điểm hiện tại thì tình trạng của bé như thế nào ạ? Chào chị. Hiện tại thì bé Trần Ngọc Nam 4 tháng tuổi thì con vẫn đang ở trong cái tình trạng là viêm phổi, có tiêu chảy và có suy hô hấp. Bạn cũng đang trong tình trạng nặng. Cái kiểu thời tiết nồm ẩm như hiện nay ạ, thì cái số lượng mà bệnh nhi nhập viện mà trong cái tình trạng như em bé này có nhiều hay không? Hiện tại trong 2 tuần gần đây thì là cái số lượng bệnh nhân hô hấp thì đã tăng lên rất là nhiều. Tính trung bình 2 tuần gần đây thì cái lượng bệnh nhân hô hấp vào trong 3 đơn nguyên thì đã lên đến 260 bệnh nhân, cái lưu lượng vào ra là 260 bệnh nhân. Và ngày nào thì cũng kín tất cả giường và cũi, là tổng số là 100, số lượng bệnh nhân là 100 bệnh nhân cả giường và cũi cho 3 đơn nguyên. Thì những cái bệnh nhân ở phòng khám ấy, thì cũng có một số bệnh nhân thì thấy là con ho, sốt, nhưng mà mẹ sợ là thời tiết xấu như này thì không cho con vào viện, thì mẹ cháu có thể là tham khảo ở trên mạng thì vẫn cứ tự điều trị cho con. Thế thì khi con quay lại đây thì có thể là trong suy hô hấp. Thế này là thời tiết mà bệnh nhân có thể dễ mắc bệnh nhất và bệnh thường nặng và kéo dài, bệnh dai dẳng. Thì các cái vấn đề mà chăm sóc mà các phụ huynh cần chú ý thì là mà tránh để gây bệnh nặng hơn cho con. Thứ nhất là về cái cách chế độ ăn. Về chế độ ăn này và chế độ chăm sóc dinh dưỡng như là tắm rửa hoặc là vệ sinh bệnh phòng, thì mình có thể nêu là ví dụ như về cá nhân của bệnh nhân thì thứ nhất là ví dụ như ăn, chế độ ăn thì các mẹ chú ý là đồ ăn thì nên ăn chín uống sôi, và các cái thức ăn thì mình không để thức ăn thừa, và nếu có các cái thức ăn thì mình phải đậy vào. Với cái thời tiết như này, thứ nhất là sẽ có rất nhiều là ruồi nhặng có thể là bâu vào thức ăn thì sẽ làm cho các cái vi sinh vật phát triển, thì con khi mà con ăn vào thì có thể lây tiêu chảy. Đấy là cái vấn đề về dinh dưỡng. Hoặc thứ hai là ngay bản thân của người mẹ cho con bú thì mẹ cũng cần phải vệ sinh tắm rửa, vì không thì nếu như là cái con bú mà mẹ không vệ sinh sạch sẽ thì chứ đến mồ hôi của mẹ rồi cùng với các cái chất bẩn và vi khuẩn bám vào, thì con bú vào thì con cũng dễ bị rối loạn tiêu hóa.